Thưa quý vị, mặc dù có thể phải đối mặt với nguy hiểm do phải tiếp xúc trực tiếp với công dân cách ly có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quá trình tiếp đón và bố trí nơi ăn, chỗ ở của công dân đúng quy trình, góp phần phòng chống dịch Covid-19 thành công. Câu chuyện Anh Thanh Hằng vì sao ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, một trong những địa phương có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, để tìm hiểu về nỗ lực của những người lính nơi tuyến đầu chống dịch. Đây là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trường Đại học Nha Trang, nơi dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 600 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Tiếp nhận chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa về việc bố trí nơi ăn ở cho hàng trăm người trong một thời gian ngắn. Nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chỉ sau 4 ngày triển khai, Trung đoàn 974 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác tổng dọn dẹp vệ sinh trung tâm, cũng như lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ người cách ly. Với cường độ của bộ đội thì cũng quen rồi, nhưng mà tuy mệt nhưng mà vui bởi vì mình góp được một phần công sức nhỏ bé của mình để phục vụ cho cách ly phòng chống dịch Covid. Cũng mong muốn là bà con kiều bào khi về đây cách ly thì cũng cảm thấy an tâm hơn, góp phần phòng chống dịch Covid. Lực lượng vũ trang ở tỉnh Khánh Hòa đã lên sẵn kịch bản chi tiết đến từng phần việc nhỏ nhất để đồng bào khi về đây luôn cảm nhận được sự an toàn, yên tâm cách ly 14 ngày. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đồng tiếp tục chuẩn bị các cái khu vực cách ly và đồng thời là chuẩn bị con người, chuẩn bị vật chất, tinh thần để bảo đảm tiếp tục tiếp nhận những cái đợt công dân tiếp theo ở các nước của vùng có dịch về địa phương. Khó khăn vất vả, nhưng ý chí lòng quyết tâm của các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa cũng như cả nước chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đều xác định rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng trong thời bình, nên sẵn sàng đón nhận cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó cùng với cả nước nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.